Hai xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh YouTube của Phú Thọ Channel quý vị. Thì trong cái bản tin thì buổi chiều ngày hôm nay quý vị, em có chia sẻ cho quý vị thì cũng một số thông tin, nó cũng liên quan tới là anh Thám Tử Cung mình đó quý vị, hoặc là liên quan tới cũng có một số vụ việc thì cũng liên quan tới anh nông dân mình quý vị. Trong nói chung là hổm gài nó lùm xùm một số việc thì liên quan tới anh nông dân với anh Thám Tử Cung. Thì bây giờ thì em cũng chia sẻ thì em nói xoay quanh câu chuyện thì của anh Thám Tử Cung một chút quý vị. Thì quý vị biết hôm rày á thì anh Thám Tử Cung mình quý vị có lên vài cái clip quý vị, nói chung là khịa một số anh em YouTube, hoặc là đi nói xấu thì một số là anh em YouTube nữa, rồi nói liên quan tới vụ việc của cô Sơn Nguyễn Hằng đó, hay là vu oan giáo họa cho anh em YouTube. Thì quý vị nghe cái vụ việc vừa rồi đó là anh ta nói là một số anh em YouTube đó là về miền Tây đã xây nhà cắt nhà gì đó quý vị, làm phản động phản gì đó quý vị. Quý vị thấy nghe nói mà biết mắc cười mắc nhục không quý vị, không biết anh ta nhận được những cái thông tin đó từ đâu quý vị. Nó thì chỉ biết đi bịa đặt tạo ra những cái câu chuyện thôi quý vị đó. Thì những cái thông tin đó thì đâu có chính xác đâu quý vị, thì thông tin là tự anh ta bịa ra để làm cho một số khán giả hoặc là một số cái fan của anh ta coi thôi quý vị. Chứ anh ta đâu có biết những cái vấn đề đâu quý vị, thì chỉ biết thì ở nhà thì đi xem lại những cái clip của một số anh em YouTube, hoặc là đi nói chung thì đi coi mấy cái clip quý vị, rồi là ngồi ở nhà ngồi phân tích thôi, ngồi mổ xẻ thôi đó, chứ làm được gì đâu đó, còn không dám, là nói chung mà còn không dám đi ra ngoài đúng không quý vị. Đó, tới mà đi ra ngoài mà đi ăn sáng uống, rồi đi ăn đi uống thì còn không dám đi ra ngoài đường nữa, rồi nói chi mà đi biết mấy cái chuyện mà của người ta làm đó quý vị, thấy không, rõ ràng là đi rồi đi vu khống xuyên tạc thôi vậy đó. Thì quý vị cũng biết đó, thì anh ta thì đã là tội phạm rồi đó, đã xưng cho tội phạm rồi đó, thì còn đang thì án treo ở nhà đó, thì cũng không biết lúc nào cơ quan chức năng người ta lại mời làm việc đó, như vậy đó phải, quý vị thấy không, còn đi lên vu khống xuyên tạc rồi nói xấu đủ điều, hoặc là nói xấu về Đại Nam đó, hoặc là nói về cô Sô với Phương Hằng đó, thì bị tạm giam ngồi phân tích phân gì đó. Thân mình đó thì mình không lo đâu, đi lo cái chuyện gì đâu đâu không quý vị. Thì nói chung đó thì không sớm thì muộn thôi, thì cũng cơ quan chức năng đó, thì người ta cũng sẽ vào cuộc nói chung thì điều tra cái vụ việc thôi, tại vì anh ta bây giờ rất là manh động rồi quý vị, đi lên thì vu khống và xuyên tạc nữa quý vị, nó thì còn tổ chức nữa, nói chung rất là nhiều. Thì nói chung thì không biết lúc nào thôi, thì nói chung thì bị anh ta, nói chung thì bây giờ nó nói tới anh ta thì rất là bức xúc quý vị, không lẽ thì mình chửi được, chửi thẳng anh ta thì không được quý vị đó. Thì YouTube không cho làm như vậy thì mình cũng phải kiềm chế lại, mình bức xúc thì cũng phải bức xúc mà cũng phải kiềm chế đó, không nên, nói chung không có nóng được quý vị. Thì quý vị biết đó, thì hổng gài đó, có những cái tin đó mà tung ra quý vị đó, tung ra đó là cô Sô Phương Hằng sao được về nhà rồi hả em đó, thì tại có rất là nhiều người dân người ta điện lại hỏi em quý vị, hỏi ủa bộ cô được về nhà rồi hả đó. Thì cái thông tin đó thì em cũng lên là nó là không có nữa quý vị, nó là những cái tin đồn thôi, cô thì vẫn còn đang tạm giam đó. Thì quý vị biết đó, những cái tin đồn từ đâu ra, những cái tin đồn đó thì chỉ là từ những cái bọn lương đồn ra thôi quý vị nhằm thì dẫn dắt dư luận, hoặc là dầm làm kích động cho người dân thôi quý vị. Thì quý vị thì cũng không nên tin vào những cái tin mà lá cải đó, hoặc là những cái trang mạng mà xã hội đó, quý vị cũng không tốt với quý vị đâu quý vị đó. Vậy nói chung có một số người nghe ghét rồi bị những cái bọn lương dẫn dắt luôn đó quý vị, thì nói chung cũng không tốt với quý vị đó. Thì cái thông tin đó thì thứ hai đó thì em cũng chia sẻ thì cũng có liên quan thì tới anh nông dân đó. Thì quý vị biết không, gài nó lùm xùm vụ việc mà anh nông dân gì đó có quay xe quay xéo gì đó thì không biết quý vị. Thì nói chung thì cái thông tin đó thì nó cũng chưa có chính xác đó, tại vì bây giờ thì nói chung thì anh nông dân đó thì ảnh không có muốn tham gia cái vụ việc này nữa, tại quý vị biết đó, cái này đó thì nó dính tới là cơ quan chức năng rồi đó, nên người ta thì cũng không có muốn. Thì nói chung thì ai muốn làm gì làm quý vị, thì liên quan tới pháp luật rồi, thì bây giờ người ta muốn ngừng thì người ta ngừng, hoặc là người ta không muốn ngừng thì thôi, người ta muốn làm gì đó là chuyện của người ta. Thì nói chung em cũng không có xen vào mấy cái chuyện đó, tại vì mình cũng từng quen biết anh nông dân, mình cũng không nên nói đó. Thì ảnh muốn làm gì làm, muốn đó là chuyện người ta, em cũng không nên nhúng tay vào. Thì tại mình nghe thì nói chung thì công an mà quý vị đó, công an người ta đã vào cuộc, người ta điều tra một số việc rồi, thì ảnh muốn dừng thì ảnh dừng đó, thì không có, cũng không có liên quan tới mình, thì mình cũng không có nên nói nhiều về ảnh đó. Tại vì mình nghe một số thông tin thì nói thì ảnh có thể có ý định thôi, thì mình không biết là như thế nào, thì cái đó chuyện của người ta phải đi, nói chung là liên quan tới pháp luật mà quý vị.
thì ai cũng sợ thôi. Với một số quý vị biết đó, bây giờ thì tin tức của cô CEO của Hằng á, thì cũng không ai biết được cái gì, cũng không ai nắm rõ được như thế nào đó, nên nên đó thì người ta thì có ý định gì thì cái là chuyện của người ta đó, đúng không quý vị? Đó thì quý vị biết đó, hổng gài đó thì nó rất là lùm xùm từ lúc mà cô CEO của Hằng á, thì bị tạm giam tới bây giờ á, thì cũng 11 12 ngày rồi quý vị. Thì nói chung cũng rất là nhiều người dân người ta lo lắng, người ta hỏi thăm sức khỏe như thế nào, hỏi thăm sức khỏe của cô như thế nào. Thì nói chung thì đa số thì cũng có một số thành phần thì đi nói xấu và vu khống xuyên tạc thì nói vậy đó. Thì nói chung có một số người thì cũng lên vu khống nhiều lắm đó, hoặc là dẫn dắt dư luận nữa vậy. Thì nói chung những cái tin tức đó thì bây giờ thì cũng đâu có ai biết được đâu vậy đó. Thì bởi vì quý vị đừng có nghe những cái thông tin mà bên lề đường hoặc là những cái bọn lương á nó dẫn dắt đó, thì mình đi sai đường quý vị. Nói chung á thì tới trợ lý của cô á, người ta còn chưa nắm được thông tin nữa, sao mà những cái bọn lương này nó nắm được thông tin quý vị đó? Bởi vì nó tung những cái tin hoặc là tung những cái chiêu quả mù đó quý vị, đánh lừa khán giả. Trời ơi, nói cô được thả về gì nó nghe mắc cười quý vị. Nói chung là mấy bọn nó làm như vậy á vậy, thì nói chung thì chỉ nói là để cho những cái bọn mà fan bọn họ nghe thôi vậy, mừng thôi đó, để chủ yếu là khiêu khích lòng dân thôi vậy đó. Thì quý vị thấy không đó, những cái bọn lương này bây giờ rất là ghê đó, hoặc là cũng có một số thành phần á thì bị cơ quan chức năng người ta mời rồi mà cũng không có biết, mà nói chung mà bị mời rồi đó vậy mà còn không biết là cảnh tỉnh nữa vậy, còn được nước làm tới, người ta mời làm việc rồi đó, cũng mời lên mà chả thèm lên đó, về còn làm clip rồi khiêu khích người ta nữa vậy. Nói chung rất là nực cười vì như vậy mà một số nói chung mà cơ quan chức năng người ta cũng không không có nói gì đó. Thì hoặc có một số quý vị thấy đó, có bây giờ liên quan tới cái vụ mà của cái cô mà hổng gần cô Duyên Mai cũng bị cơ quan chức năng người ta mời đó vậy đó, thì cũng lên hợp tác đó. Hoặc bây giờ thì cái cô Quỳnh Héo gì đó vậy đó, thì cũng đi lên ở vu khống xuyên tạc cho anh em YouTube hả. Hoặc là bị cô WO kiện cái cô Quỳnh Heo. Nói chung cái sự việc á thì hổng gài nó rất là lùm xùm quý vị, nó không, nói chung là nó rất là căng, nó cũng như là không đi đâu vào đâu được hết trơn quý vị đó. Nói chung á thì những cái bọn lương bây giờ á, thì chỉ biết là lợi dụng hoặc là đợi những anh em YouTube người ta lên clip thôi, rồi ngồi ở nhà đi phân tích, nói cái này hoặc nói cái kia, nói mà không trả vô cái vấn đề quý vị đó, nói mà những cái chuyện đâu đâu không à đó. Người ta đi bây giờ việc người ta đi thật việc thật đó. Như cứ việc bây giờ thì anh em YouTube người ta đi đi tới Tánh Linh Bình Thuận quý vị, đi làm đi quay cái vụ việc mà của ông Võ Hoàng Yên đó quý vị đó, là cũng cô Xuyến là đợt này lên lần thứ ba rồi quý vị. Thì nói chung thì kết quả thì cũng đã có, thì nói chung thì công an người ta cũng chuẩn bị vào cuộc điều tra cái vụ của ông Võ Hoàng Yên rồi quý vị. Thì nói chung cái tin này cũng rất là vui. Thì hồi chiều thì quý vị thấy đó, thì những anh em YouTube á thì người ta cũng đã làm clip rồi đó, người ta làm clip thì người ta cũng đăng lên cho quý vị xem, thì ra khá là nhiều anh em YouTube đi là tới Bình Thuận, Tánh Linh Bình Thuận nói vậy đó, là trực tiếp ở lại một hai bữa đó. Thì từ bữa nay thì anh em tụi em mới về tới nhà, thì nói chung thì ai cũng mệt thì cũng nói chung thì cũng có tranh thủ để làm clip cho quý vị xem đó. Thì quý vị thấy không, người ta đi á việc thật á, việc thật như vậy đó mà còn chưa thấy gì nữa, thấy không, như những cái bọn lương ở nhà biết được cái gì quý vị thấy không đó, người ta làm cái gì để sao mà biết được đó, ở nhà không mà ngồi vu khống xuyên tạc mà cái gì cũng biết hết trơn, cái gì cũng giỏi hết trơn, quý vị thấy hay không? Người ta đi tới nơi mà tới chỗ gì đó mà còn chưa được gì nữa mà ngồi ở nhà không mà ngồi phân tích không mà cái gì cũng đúng hết trơn. Đúng là đúng cho những cái bọn lương nó xem thôi, những cái bọn mà bọn fan cuồng đó quý vị đó, những cái bọn fan cuồng đó là phải coi lắm. Nói chung thì bị, nói chung là bị những cái bọn fan nó là bị dẫn dắt từ đầu bởi vì nói chung là đi sai đường rồi, thì không có, nói chung là cũng không trách người ta được, nhưng mà cũng rất là manh động quý vị ơi. Thời điểm hiện nay bây giờ bọn họ rất là manh động đó. Thì nói chung thì cái bản tin thì chiều hôm nay thì em cũng thì tại chia sẻ cho quý vị thì một số việc thôi, thì nói chung thì cũng hơi bức xúc không đài. Thì nói chung thì bây giờ thì em thì cũng xin kết thúc video tại đây. Thì quý vị thì có xem kênh của em á, thì cũng nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh của em nghe quý vị. Kênh của em là kênh Hữu Thọ Channel. Nói chung kênh của em bây giờ nó bị mắc lợi suất rất là nhiều, thì nên em làm clip á, thì cũng là ít, rất là ít anh chị em biết tới em. Thì quý vị thì nói chung á, có thương em á, thì có xem clip á, thì cũng nhớ là đăng ký kênh để ủng hộ kênh, để cho kênh em nó phát triển lên đó, để em còn động lực thì em làm những cái clip hay hơn cho quý vị đó. Thì bây giờ thì em cũng là xin thầy kết thúc video tại đây.
Thì cũng là xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị thì trong các bản tin là tiếp theo. Em xin chào quý vị, bye bye, bye bye quý vị, bye bye.